Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, một phân đoạn nhỏ trong bộ phim Trạng Tí do hai đạo diễn Ngô Thanh Vân và Phan Gia Nhật Linh sản xuất xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc về những tình tiết vô lý trong bộ phim. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu về thông tin này nhé. Được biết, khi đoạn clip Tí Suối các bạn nhỏ làng Phan Thị múc nước từ dưới ruộng đổ vào giếng xuất hiện, cư dân mạng đã một lần nữa tranh cãi quyết liệt. Cụ thể, vì muốn lấy quả bưởi bị rơi xuống giếng, Tí đã nghĩ ra cách dùng nước ở dưới ruộng đổ đầy giếng nước. Lát sau, khi nước trong giếng đã dâng lên cao, thì Tí mới thò tay xuống lấy quả bưởi lên. Tình tiết này nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng sau khi được phát sóng, cư dân mạng liền nổi giận vì trích đoạn trong phim. Nhiều người cho rằng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chê bai nhân vật Tí trong nguyên tác của truyện tranh Thần Đồng Đất Việt là khôn vặt. Nhưng đến lúc làm phim, chính Phan Gia Nhật Linh lại phạm sai lầm khó hiểu. Cụ thể, ở truyện tranh, quả bưởi chỉ bị rơi vào hốc nhỏ, không phải cái giếng. Tình tiết đổ nước làm đầy giếng trong Trạng Tí có phần không khả thi vì giếng nước luôn có mạch nước ngầm. Thêm đó, trong đoạn clip do đoàn làm phim Trạng Tí tung ra, mực nước dưới giếng rất sâu. Cho dù là cái giếng cạn chứa nước mưa thì múc đầy giếng bằng chiếc gàu bình thường sẽ mất mấy trăm lần liên tục không ngừng và tốn rất nhiều thời gian. Việc sáng tạo từ hốc nhỏ sang giếng nước đã khiến đoàn làm phim Trạng Tí bị chỉ trích là không hợp lý. Vì bị chỉ trích quá nhiều, phía Ngô Thanh Vân đã lặng lẽ xóa đi đoạn clip trên. Hiện tại trên YouTube chính thức của đơn vị sản xuất chỉ còn có những clip hậu trường và MV nhạc phim. Trích đoạn đổ nước làm đầy giếng đã không còn nữa. Động thái này được cho là làm xoa dịu dư luận sau mấy tiếng liên tục hứng bão tẩy chay. Hiện tại cả phía Phan Gia Nhật Linh và Ngô Thanh Vân đều chưa lên tiếng về ồn ào này. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về tình huống này thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là SNew và hiện tại chúng mình đã có mặt trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như các bạn quan tâm thì hãy truy cập số đường link, bọn mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn nhé.